Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á. 37 người chết vì ngập lụt ở Hà Nam Trung Quốc, 8 người mất tích. Số người chết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc ngập lụt tăng lên 37 người tính đến ngày Chủ nhật. Giới chức thẩm quyền thành phố Hắc Long Giang cho biết thiệt hại vật chất lên đến 750 triệu bảng Anh. Cơn mưa xối xả đã ảnh hưởng đến 3 triệu người của tỉnh Hà Nam, buộc gần 400.000 người di tản. Có ít nhất là 37 người chết và khoảng 8 người mất tích tính đến 4 giờ sáng thứ Năm. Bất chấp thời tiết xấu, phi trường Tân Thành ở thủ phủ Trịnh Châu đã hoạt động trở lại với gần 400 chuyến bay đến và đi trong ngày thứ Năm. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điều động lực lượng quân đội giải cứu người dân bị kẹt trong xe điện ngầm, khách sạn và các khu vực ngập lụt vì lo ngại đập vỡ sẽ nhấn chìm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Mưa lớn gây ngập lụt với dòng nước chảy cuồn cuộn được các nhà khí tượng học mô tả là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời, đã dẫn đến cảnh tượng không khác ngày tận thế ở thủ phủ Trịnh Châu với 12 triệu dân. Tỉnh Hà Nam có nhiều thắng cảnh, nhiều cơ sở sản xuất của ngành kỹ nghệ và nông nghiệp, chùa Thiếu Lâm của các nhà sư Phật giáo, tinh thông võ nghệ cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong trận ngập lụt kỳ này, thưa quý vị. Khai mạc Thế vận hội Tokyo với chưa tới 1.000 khách mời tham dự. Thế vận hội Tokyo năm 2020 cuối cùng đã được khởi động tại Nhật Bản với buổi lễ khai mạc diễn ra vào tối thứ Sáu. Chỉ có 950 khách mời danh dự và 15 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới hiện diện bên trong vận động trường 68.000 chỗ ngồi ở Tokyo để xem màn trình diễn màu sắc lộng lẫy. Buổi bắn pháo bông kéo dài đã tạo thêm âm thanh sống động tại sự kiện yên tĩnh kỳ lạ vì không có khán giả. Cử tọa thư thớt đã dành một phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 đã qua đời. Nhật Bản hy vọng là các màn trình diễn sẽ mang lại cảm giác phấn chấn cho loài người về sự kiện thể thao tốn tới 13 tỷ bảng Anh. Các lực sĩ Thế vận hội đã tham dự cuộc diễn hành tại vận động trường, tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách xã hội, vẫy chào hàng ngàn chiếc ghế trống. Bên ngoài vận động trường, hàng trăm người Tokyo đã xếp hàng để chụp ảnh selfie, vẫy chào đoàn xe buýt Olympic đang đến gần. Cũng vào tối thứ Sáu, đám đông người biểu tình giận dữ trưng biểu ngữ phản đối và yêu cầu hủy bỏ Thế vận hội. Số lực sĩ bị nhiễm COVID-19 được ghi nhận đến nay là 13 người trong số 100 ca nhiễm liên quan đến Thế vận hội, thưa quý khán thính giả. Quay sang một bản tin khác, thì 5 người Hồng Kông đã bị bắt vì làm sách nói về sói và cừu. Thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông vào hôm thứ Năm đã bắt 5 người vì tội phát hành một số tập sách dành cho trẻ em kể các câu chuyện liên quan đến người sói và cừu nhằm mục đích kích động lòng căm thù ở giới trẻ đối với chính quyền. Vụ bắt bớ mới nhất liên quan đến người bị tình nghi chỉ trích chính quyền Hồng Kông là đã làm bùng phát dư luận lo ngại về nguy cơ đàn áp ngày càng tăng nhắm vào giới bất đồng chính kiến kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia hồi tháng 6 năm 2020. Cảnh sát Hồng Kông nói rằng một cuốn sách mang tựa đề Những người bảo vệ làng cừu có nội dung liên quan đến các cuộc biểu tình ở thành phố này khi kể câu chuyện đàn sói muốn chiếm một ngôi làng và ăn thịt cừu, buộc cừu phải dùng sừng để chống lại. 5 người bị bắt gồm có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông trong độ tuổi từ 25 cho đến 28 chưa được xác định danh tính, thành viên Hiệp hội các nhà ngôn ngữ học xuất bản sách dành cho trẻ em. Họ đã bị bắt vì tình nghi âm mưu xuất bản tài liệu hiếm khi được sử dụng trước khi phong trào biểu tình chống chính phủ bùng phát ở cựu thuộc địa Anh Quốc. Phần thứ hai của cuốn sách kể câu chuyện 12 con cừu bị sói đưa đến một ngôi làng để làm thịt, ám chỉ 12 người Hồng Kông đã bị Trung Quốc bắt hồi tháng 8 năm rồi khi vượt biển định trốn thoát khỏi Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông dọa là sẽ truy tố các nhà xuất bản sách ra tòa với nguy cơ bị kết án tối đa là 2 năm tù, thưa quý vị. Thủ tướng Nhật Bản tiếp kiến đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm cho hay là Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ gặp đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden trong khuôn khổ các cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo. Phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Nhật Bản để dẫn đầu phái đoàn lực sĩ Hoa Kỳ tham dự cuộc diễn hành khai mạc Thế vận hội tại vận động trường quốc gia vào ngày thứ Sáu 23 tháng 7. Thủ tướng Suga sẽ hội đàm với bà Joe Biden tại cung Akasaka, đồng thời gặp gỡ Thủ tướng Mông Cổ và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết là các nhà lãnh đạo 15 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ khai mạc, giảm so với 40 nhân vật đã tham dự tại lễ khai mạc Thế vận hội Rio de Janeiro vào năm 2016. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, nằm trong số các nhà lãnh đạo thế giới đã thông báo tin là sẽ tham dự, trong khi Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cho biết là sẽ không đến Tokyo trong dịp này. Hầu hết các buổi thi đấu Thế vận hội Tokyo, kể cả lễ khai mạc, sẽ được tổ chức không có khán giả vì thủ đô Nhật Bản đang bị đặt trong tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Việt Nam với những tin chính sau đây. Trốn lại Hồng Kông để làm việc, một người phụ nữ Việt Nam bị kết án tù. Việt Nam sản xuất lô vaccine Sputnik V đầu tiên,